Chào cả nhà nha. Ngày mới chú Sáu kính chúc cả nhà mình nhiều niềm vui, thành công trong mọi công việc hàng ngày. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Sáu với mấy đứa cháu đi lấy chài nha cả nhà. Giờ cũng tới chỗ rồi cả nhà. Mời cả nhà mình cùng trải nghiệm chú Sáu giải chài ngày hôm nay luôn nha. Này giải rồi có gì không cả nhà? Giờ tới chỗ rồi, Ken cũng chụp cái chài đầu tiên nha cả nhà. Chào Phi Lục Tân. Chào cả nhà. Chào Súp. Ken đang giải dưới cả nhà. Mà mới giục cái chài đầu tiên méo xèo như trái xài á. Chắc cái này không có cá quá. Không chừng méo méo có cá Ken. Hôm nay lâu quá không giải á, rồi nay giải cái nước này cạn hơn mấy bữa hổm kìa nè. Cá ụp đằng đó Phi, đó đó Phi, Phi cá chuối trong Phi. Chuối ngày đó, cá chuối Phi xuống cả nhà ơi. Cá chuối. Đó cái đó Phi, Phi lặn. Đó Phi lặn xuống cả nhà. Cá chuối này đó không biết có không này. Đúng Phi. Tao còn. Sao không? Hôm nay đem theo cái thùng bê nha cả nhà. Còn Phi Súp nó xách cái thùng bê chài, chắc phải đầy cái thùng bê này mới về cả nhà. Chứ có cái bào nữa. Nè, thấy bự giải chà sạch á Phi. Cá chê hay cá lóc? Cái rô hả? Cái rô mà nhảy sạch sạch dữ vậy. Này chắc rô mề quá. Này rô mà con rô mề bự dữ Phi. Rô mày chà bá luôn. Chắc con cá rô đực quá à. Thấy nó bự mà nó ốm. Phi đem cá qua các bạn. Cá qua sông thức Súp nó đựng. Không đụng hả Phi? Phi nó lặn xuống mò nãy giờ. Cá chuối ngày đó mà mò nãy giờ không đụng cả nhà. Lặn nãy giờ mấy hơi luôn á. Chạy luôn hả? Ủa ghê không? Phi sảy còn cá lóc cả nhà. Tiếc quá lặn mò hoài luôn. Cá chuối rồi Phi ơi, cá chuối rồi Phi. Cá lóc Phi. Bắt được chưa? Có lý rồi, còn cá lóc. Phi mò được rồi nha cả nhà. Đó. Nay sảy rồi. Nay sảy con ngay đây nè, đạp ngay cái đầu đó rồi. Vừa hụp xuống á đi mất tiêu luôn. Được con nữa cả nhà. Vậy luôn Phi. Còn cá lóc cả nhà.
Súp súp đem vô đây súp. Đó, còn cá lóc. Lấy ra bẻ lá lá cây hay gì cò cò lại con ơi. Một lát là nó nhảy á. Có dép rồi. Dép đỡ lại. Đây, còn cá lóc, còn cá rô cả nhà. Đó. Hay là nằm trong chài á. Chuối luôn vậy. Chuối đâu mà đụng mòn dính vô ngủ. Chưa kéo mà. Đâu, nghe đó luôn. Chừng nó vòng vòng đó có lắm. Phi. Đứa con à, vô vô chài rồi, vô tùng rồi, vô tùng rồi. Ừ, đó còn cá lóc nữa, có lý rồi. Cái rô hả? Chú yêu blue á. Đây còn cá lóc nhiều lắm nè. Cứ ngắt hả? Vô quá. Cứ mỗi lần bắt được cá bên đó thằng Phi phải lội về cả nhà. Bữa hổm mới ở tuốt đằng kia nó trọi qua bên đây với cột không tới mé. Mà lọt nó xong luôn à. Đó, cái rô. Vô thùng luôn. Đó, mấy cái nãy méo xẹo à. Cái này tròn tròn nè, không chừng dính cá nữa nha. Chuối đó Phi, chuối đó. Mình làm xuống cả nhà. Đi luôn trời. Chạy luôn hả? Vô dấu vỏ. Đi luôn. Bạn cái gì? Tôi khui. Muốn quá ha. Chạy sát sát đã đi, nó vòng vòng nè. Đó đó phi ngay đó có đi cá chuối hay là cây trời ơi hay quá Phi ơi, nãy giờ mới trời cái sạch cho bá luôn vậy hai con bắt ra kênh bắt gì nữa quá cá Phi này bự cái nha cá Phi chà bá coi nha vô Phi. Đó, cá Phi quá bự luôn. Đó, vô luôn. Cứ súp bên đây là lấy thùng bê đó, đựng thôi cả nhà. Lấy cái thùng bê thôi. Ừ. Ken thì chài như thường ngày nha cả nhà. Ken chài, còn Phi thì cứ canh cá chuối là lặn mò thôi. Nãy giờ mò mấy cái cá chuối hay là cây xì bọt, không biết nữa. Được con. Còn như không có con nào á. Đó, Ken im im coi chừng á. Tung hay là dính cây đó. Mày lắm. Phải không? Sát sát tay xuống Ken, sát tay xuống nữa. Bỏ không? Vô không? Đó, vô rồi. Ủa, có Phi gì vậy Phi? Có Phi bự hả? Đó. Có Phi bự không? Ừ, con này bự quá. Quá cỡ bự Phi ơi. Con quá bự rồi.
con này bự con thấy luôn. Tự xém xém tiếp phải trở về luôn á, chút xíu nữa là chết luôn rồi. Nhà ơi, cứ giải đi giải lại cái ao này ngang cả nhà. Ao này cũng những cái ao sáng cạp mà thôi, không đúng quá Vi. Không thấy hả? Ken kéo vô chài mà không thấy hả Ken? Tiểu sử. Ừ, con. Cá lóc là gì Phi? Cái rô mề luôn hả? Trời ơi, con cá sạc gì đâu mà bằng con cá sạc lò khó luôn ta. Cá sạc quá có bự súp ơi. Dạ, con rô mề đó lớn hơn mấy con rô nãy luôn đó ta. Quá bự rồi Phi ơi. Ba con này là kho tộ ăn ngon lắm á Phi. Mình phải kho tộ đi. Đó, con rô này hết cỡ con rô cả nhà. Đây, stop. Vô miếng nước cho cá cho nó tỉnh tỉnh lên nè. Đây. Uống nước đi. Để đây. Đó. Để tắt kia. Để phóng kia. Phi thì canh nha cả nhà, cá chuối là lặn mò liền, nãy lặn mò bắt được mấy con luôn, ken chài, mò luôn Phi, chưa kéo chài luôn, chưa kéo chài mà, quá. Wow. Không có hả? Không biết vô chì không nữa. Ra đi để mò. Kéo cho nó chùi đó mò. Đi dầm lưới mệt. Có đâu. Con vô chạy không Ken? Vô chạy. Không vô rồi. Chạy đó hả? Chạy quá, chạy qua đây nè Ken. Nó chạy qua đây hả? Vậy con cho kỳ vậy, cho bỏ luôn. Nằm ngay đó luôn. Ôi Phi, cho bỏ luôn trời. Trời ơi. Rồi dưới cho Phi, cho bá cái này rồi Phi. Bự lắm. Hai cái bàn tay luôn mà. Cá bự mà, cá sảy là cá bự. Nó gì mà cái nó vô, vậy mà nó vô tùng luôn trời. Chắc nằm vô cẳng á. Cá bụng cái đầu cho bá luôn trời. Cái rô mề, được con rô mề. Cá phi bự cũng như nó dám ăn kìa. Thấy cá phi bắt được cá rô. Cũng được rồi. Đó, vô thùng. Cầm chết mà. Cá không dời nó vô thùng nổi trời. Vậy mà sao nó không vô thùng ta? Tiền vô thùng rồi đó. Đó đó, vô rồi. Trời ơi, con bự quá chừng bự luôn. Quá bự, con này bự dữ rồi Ken ơi. Quá bự luôn. Coi nó còn có ký á. Trời ơi, con cá hết hồn cá luôn. Phi Phi cầm hai tay nha Phi. Trời ơi. Quá cỡ con cá rồi, quá cỡ rồi. Ôi ơi, cá hết hồn rồi cả nhà. Nó vòng vòng này hả, chạy hơi là dính nhóc. Dữ dội coi. Wow, quá bự cả nhà. Cá chà bá lửa luôn.
con nó bự dữ hết súp. Nãy giờ được vô đây cả ký cả nhà. Chạy con hết luôn. Hai ba con này cả ký rồi cả nhà. Cá mập 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 không luôn nè. Trời ơi. Nó chạy qua đó Phi. Nó chạy qua đó hả? Chàng trai này cá sặc quá chừng cả nhà, được hai con cá phi. Còn đa số cá sặc. Nó sặc về cắt đầu cắt đuôi, phơi một khô một nắng, chiên giòn. Chấm mắm mè ăn ngon dữ lắm cả nhà. Cơm nóng. Ăn cơm nóng luôn hả? Nữa. Nãy phóng sạch mấy con đó. Hai con đúng không? Trời nãy giờ được nhiêu đây nha cả nhà. Chắc cũng được vài ký cá. Đa đúng số rồi. Cá phi, còn lại cá bự thôi đi. Lấy cá bự đổ ngoài cho sáu quay. Ừ. Cá bự thôi. Để vô đây nè. Thôi thôi, thôi mất công bắt cá lắm Phi. Bắt cá bự thôi. Đây. Phi bắt mấy con cá bự ra chia sẻ cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Ký hai. Đó. Cá bự vàng vàng. Chụp lấy số gửi cho ông Duyệt. 2 ký 2. Mấy con? 4-5 con hả? 46. Đó. Hết rồi Phi ơi, hết rồi. Còn hả? 1 ký 4. Hết chưa? Cái này là Phi lựa cá bự nha cả nhà. Đây. Còn mấy con cá nhỏ nhỏ nó đâu có lựa cả nhà. Rồi. Thôi. Cái clip chú Sáu xin tạm dừng đây. Chào Phi Ken luôn. Chào cả nhà. Lóc lập tăng. Chào súp nha con. Chào cả nhà. Rồi. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Hẹn lại lúc sau cả nhà ơi.